đang phát sinh như bạn. Sau đây là đang phát sinh giới thiệu các bạn cần tica đỏ. Tica này đời đầu đó các bạn. ISO khuyên to. Thích hợp các bạn câu lục đầu cần. Câu tầm 15m đổ lại thì được. Ngoài chiều dài 3m9, độ cứng 7. Bắt gà máy này bạn, bắt vặn. Ba vạn này bạn, vạn nào đây phần chui cần này bạn. Chiều dài 39, độ cứng 7. CBCA Mark 2. Đồng rất nhẹ ạ. Khoen ạ. Cần trọng lượng các bạn nha. Hai trăm bảy mươi lăm gram. Rất nhẹ. Câu đầu cần với máy tầm 4.000 nữa là ok. Đốt ngọn này đầu alo. Đốt ngọn này tầm 2.5 ly các bạn. Ngọn là xoắn nhỏ. Nên điểm thêm màu đỏ vào, màu đỏ viền vàng giống cần V-Max. Cần Max IV ấy. cũng thuộc dòng đấy. Rồi Hải đang phát sinh đã giới thiệu các bạn cần tica đỏ. Cái này đời đầu, số lượng này hạn chế, đang về 11 lô còn sót lại tồn kho, đang xin giới thiệu các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.